ráng bán để sao để nuôi con. Tại vì con chú là thằng Tài á, nó mới vô học ở trong Thủ Đức là coi như nay nay đã nửa tháng rồi, nó học khoa học tự nhiên. Nhưng mà đại học đúng không? Đúng rồi, cháu là nó là học trường Lê Quý Đôn đây xong rồi, cháu nó mới vô trong đó. Học Lê Quý Đôn luôn. À, chú Chánh là sinh ra ba người con, con Hiếu là cháu nó đây nó ra trường nó làm cũng được tháng đại học năm chục triệu rồi. Đại học ra trường. Rồi. Rồi người thứ hai là Nguyễn Tấn Tài á. Có đại học không? Có đại học, bây giờ là cháu nó học trường Lê Quý Đôn, nó mới vô trong đó là nửa tháng rồi. Dạ. Thôi bây giờ là thời gian thứ ba là Nguyễn Tấn đang học trường Lê Hồng Phong. Không, nó học lớp 8 trường Lê Hồng Phong. Tại vì nói chung là coi như cuộc sống hôm nay Covid thì ai ai cũng cực khó hết. Dạ. Tất cả mọi người đừng có bao giờ cho tiền nữa nghe. Tại vì nhiều khi chú Tránh nhiệt tình, chú Tránh để nhiều người cũng đi quan lại cũng có cho 400 ngàn ấy, đừng bao giờ cho chú tiền tàu quá. Mong mọi người có nghĩa mình nhận rồi, nhưng mà nói thật là lần sau đừng có nữa mọi người. Dạ. Tại vì cuộc sống hôm nay sống theo Covid thì ai cũng khổ hết. Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào cô chú anh chị. Hiện tại là hai vợ chồng Thiếp đang di chuyển trên cái con đường Lê Dũng thuộc thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Thì bên đèn xanh đèn đỏ bên kia hình như là tất cả khán giả có thấy một cái hình ảnh một người đàn ông đang nhảy. Cái ông chú nhảy rất là nhiệt tình luôn. Hả? Chú đó hồi lâu mà mình hay thấy ở trong quận 1, chỗ cái cầu quận 1 và quận 4 á, cầu Cam Mét. Hình như là ông chú này có một cái để lại cho Thiếp một cái ký ức nào đó, hình như là ngày xưa mình có đã gặp ông ở trong Sài Gòn rồi, ông nhảy rất là nhiệt tình luôn và ông cũng rất là nổi tiếng luôn. Có những YouTuber ở Sài Gòn cũng đã có quay ông rất là nhiều rồi và nhiều khán giả rất là yêu mến ông, hôm nay lại có cơ duyên gặp ông ngay ở Bình Định đúng không? Thì hình như là ông nhảy để tạo một cái sự khác biệt để cho khán giả người ta đi đường người ta thấy vui nhộn, người ta ghé, người ta mua bánh ủng hộ nha. Bây giờ Thiếp sẽ tấp vào để quay video để chia sẻ đến tất cả mọi người nha. Hy vọng là ông chú sẽ cho phép Thiếp thực hiện một cái video để gửi đến cho tất cả khán giả nha. Thì mời tất cả mọi người hãy đồng hành cùng Thiếp nha. Ông đang nhảy bên cái ngã tư bên kia, đường Lê Dũng bên kia kìa. Dạ con chào chú tên gì? Dạ chú tên Nguyễn Văn Chánh. À Nguyễn Văn Chánh hả? Dạ. Có một số số khán giả người ta tưởng là chú nói không được. Lần đầu là con với Nhi là tưởng là chú nói không được. Chú nhảy không ạ? Tại vì mình cố gắng nói và hôm nay sẵn sàng dịp đây chúc cháu hoàn thành nhiệm vụ. Dạ. Trên bước đường của dân phát triển. Ủa chú có biết con làm gì không? À rồi, chú nhớ rồi. Chú nhớ là yeah. Ôi trời ơi, có gì quá. Mình gặp chú ở trên quận 1 á. Ngày xưa là con đã gặp chú một lần rồi, chú đứng chú nhảy. Phải không? Chú có bao giờ mặc đồ địa nhảy không? Có, nói chung là cuộc sống mà mình phải tạo sự chú ý để cho tất cả mọi người. Vậy hả? Vậy là tụi con đang thực hiện cái video, bởi vì nếu mà chú mở nhạc đó là bị dính bản quyền âm thanh. Bởi vì nếu mà không có nhạc chú nhảy được không? À cũng được chứ. Hả? Bây giờ chú nhảy con xem nữa. Cái này thì Thiếp xin phép bỏ túi lét chú đưa cho con đưa lại cho chú nha. Ủa hồi nãy con thấy chú cầm cái gì mà? À cái đờn á, tại vì nói chung là coi như tạo mọi sự chú ý thì nói chung mình phải làm thế nào cho lành lạc để người ta tập trung. Nhưng mà rất cảm ơn tất cả mọi người cũng có ủng hộ chú Tránh nhiều lắm. Có nghĩa là chú là chịu khó. Coi như bắt đầu 8-9 giờ là chú xuống văn trường rồi xuống tất cả khách du lịch thì nói chung là cũng có cảm ơn một số khách du lịch đã ủng hộ cho chú và coi như có người cũng cho tiền, nhưng mà mong mọi khách du lịch đừng có cho tiền nữa, mua là đã có lần rồi đừng có cho tiền đó. Mình thấy kỳ quá, có nhiều người mình dễ dễ người ta không ấy, người ta cứ cho tiền, nhưng mà mong mọi người đừng có cho tiền nữa. Khách du lịch ở nước ngoài người ta cũng đừng đấy, có nghĩa là mua là ủng hộ cho Ba Chánh là được rồi. Dạ chứ không có tặng tiền cho đúng rồi, tặng tiền kỳ quá. Tại vì nói chung ai cũng khổ, mà mọi người ở bên nước ngoài cũng khổ, qua đây thì nói chung mong mọi người đừng có cho tiền nữa. Chú hay quá, cả nhà ơi, không nhận tiền, chỉ có là mua có lần đâu. Mua ủng hộ rồi. Tại vì nói chung là coi như cuộc sống hôm nay Covid thì ai ai cũng cực khó hết. Dạ.
tất cả mọi người đừng có bao giờ cho tiền nữa nghe. Nhưng dạ. mà mua chú Tránh đã có lần rồi. Dạ. Tại vì nhiều khi chú Tránh nhiệt tình, chú Tránh để nhiều người cũng đi quan lại cũng có cho 400 ngàn ấy, đừng bao giờ cho chú tiền tàu quá. Mong mọi người có nghĩa mình nhận rồi, nhưng mà nói thật là lần sau đừng có nữa mọi người. Dạ. Tại vì cuộc sống hôm nay sống theo Covid thì ai cũng khổ hết. Dạ. Thấy mọi người nhiều khi mình thấy động lòng cho tiền nhiều quá, kỳ quá, đừng bao giờ nữa nghe. Dạ. Chú Tránh ơi, cho con hỏi là dạ. ngày xưa chú ở Sài Gòn, con tưởng đâu nhà chú ở đó chứ bây giờ tại sao chú về Quy Nhơn? À, nói chung là có nghĩa là sau khi bị dịch đó, dạ. rồi coi như hầu công an hốt cho nên mình mới về đây. Ủa chứ chú bán như thế này là công an không cho hả? À, không cho, tại vì nói chung là cái đó mình biết là cái quy phạm thứ nhất là coi như cản trở giao thông gây nên tai nạn, công an không cho là đúng đầu, nhưng mà mình trốn mình làm thôi. Mình biết việc này là sai không? Công an Quy Nhơn đây cũng dạy cho nhiều khi phần lý được việc dí thì mình cũng chạy thôi, có gì đâu, mình chấp hành theo lực lượng của nhà nước mà. Làm thế nào sống không vi phạm luật đất nước Việt Nam này. Dạ. Có nghĩa là mình chấp hành mọi dạ. hoàn toàn, nhưng mà mình ráng bán để sao? Để nuôi con. Tại vì con chú là thằng Tài nó mới vô học ở trong Thủ Đức là coi như nay đã nửa tháng rồi, nó học khoa học tự nhiên. Nhưng mà đại học đúng không? Đúng rồi, cháu là là nó là học trường Long Quý Đôn đây xong rồi, cháu nó mới vô trong đó. Học Long Quý Đôn luôn. À đúng rồi. Chú cho con hỏi là chú Tránh bao nhiêu người con? À, chú Tránh là sinh ra ba người con. Con Hiếu là cháu nó đây, nó ra trường nó làm cũng được tháng. Đại học ra trường. Rồi. Đại học ra trường. Rồi. Rồi người thứ hai. Là Nguyễn Tấn Tài á. Có đại học không? Có đại học. Bây giờ là cháu nó học trường Long Quý Đôn, nó mới vô trong đó là được tháng rồi. Dạ. Thôi bây giờ là thời gian thứ ba là Nguyễn Tấn đang học trường Lê Hồng Phong. Không. Nó học lớp 8, trường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn. Một người lớp 8. Dạ. Bây giờ là thép sẽ không làm phiền chú Tránh nữa, để chú Tránh bán hàng để kiếm kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con, là chú mình gắn nhạc cho nha. Đấy, bây giờ gắn nhạc cho chú Tránh nhảy đúng nha. Chú Yếu là nói thật là đó là chú có bao nhiêu chú góp để nó gói cho ông Tài á. Nó bây giờ mình ba miếng cốp nữa ơi con nghe. Rồi cảm ơn nghe, chúc cháu coi như học cho thật giỏi nha. Để thành con người của quê đất nước Việt Nam chúng mình nha. 10.000 thì bán 10.000 cốp đi con. Rồi chụp hình. Kỷ niệm em. Rồi. Lát gỡ Zalo luôn. Rồi chúc cháu học thật giỏi nha. Tới trường vâng lời thầy cô, đừng có vi phạm coi như là luật pháp nhà nước mình. Nhớ tôn trọng lực đất nước Việt Nam mình nha. Dạ, mua đồ ăn đi nha mấy con. Dạ. Rồi ok, chào mấy con. Mua rồi, mấy con. Cảm ơn cháu, chúc cháu học thật giỏi nha. Chú, chụp tấm hình chú. Rồi ok con, làm nhanh lên nhanh nhanh, mất trật tự giao thông.
lấy công an qua, lấy công an ra là hốt nguyên cái xe hàng chú đi về. Ok quá. Yeah, rồi, cảm ơn. Cảm ơn mấy con nha. Rồi, mua mấy con, mua em, hồi nãy hàng của anh đó mua. Cái đây là 30 ngàn con. Rồi từ từ cảm ơn con, rồi từ từ chú lấy thêm ra hả? Con. Bây giờ là trường đại học đi về hả? Đúng rồi, canh mê. Chú Chánh ơi. Mỗi cái vốn là trong hết chiếc xe này là bao nhiêu tiền chú? Nói chung là có nghĩa là cứ là tính là bánh là 15 ngàn cái rồi. Cốm đây là 40 ngàn một bịch, cứ 10 ngàn là một lốt đã. Nhưng mà mỗi sáng sớm là chú chở nguyên chiếc xe này là vốn bao nhiêu, đầu tư bao nhiêu? Không có, nói chung là chú cứ ở trong nhà ăn cơm nước đồ, vợ chú nó chắc là chú không biết. Nhưng mà ở đây khoảng cỡ 2 triệu không? Không có đâu, đợi làm gì có 2 triệu, có 1 triệu mấy à. 1 triệu mấy hả? Không có đâu, cũng có đâu, 8 triệu mấy đâu. Nguyên cái xe này có 1 triệu mấy, mấy chú mua ủng hộ mấy chú? Không có đâu, chắc là coi như là chưa được 1 triệu rưỡi đâu. Chưa được 1 triệu rưỡi. Ít lắm rồi, đợi cỡ nó có cái này nữa này, tạo mọi sự chú ý để làm nuôi con. Chú Chánh ơi. Chào. Bây giờ là con rất là muốn tặng một phần quà này cho chú. Nhưng mà chú Chánh không nhận. Bây giờ như thế này, con sẽ mua hết xe của chú Chánh ủng hộ cho chú nha. Rồi chú cháu mình phát quà từ thiện luôn, mình ai đi ngang qua, học sinh đi ngang qua mình phát, chú cháu mình phát miễn phí luôn. Được không chú? Chắc bao nhiêu này ít lắm, con chắc là chưa được một, tính ra thôi 1 triệu thôi, 1 triệu. Bây giờ con mua chú 2 triệu ơi. 1 triệu thôi, 2 triệu lỗ đó. Chú thành công, chú có sao hết, 1 triệu thôi. Không chắc là chú ai bán được 200 đầu, 200 mấy đầu. Bây giờ thép sẽ mua của ông chú Chánh là 2 triệu cho ông chú Chánh khỏi lỗ ơi. Ôi chú Chánh chi kỳ quá, giờ nó la nói sao. Chắc cái thằng mà tiền nhiều quá, giờ nó cũng la. Không, lý ra là con muốn tặng cho chú Chánh một phần quà, nhưng mà chú Chánh nói là chú Chánh không nhận. Bây giờ con mua hết xe này luôn để tặng cho mấy em học sinh. Rồi cảm ơn, cảm ơn chú. Thôi, 3, 4, 5. Bây giờ con gửi cho chú Chánh nha. Cái xe này có cái triệu mà có như 2 triệu chú, giờ vợ chú nó thấy sao tiền người ta cho nhiều quá, nó la nghe. Không sao đâu. Nó la nghe. Bây giờ là cái xe bánh ở trên này là hoàn toàn là thuộc về của thép rồi cả nhà. Đúng không chú? Dạ đúng rồi. Bây giờ hai chú cháu, ba chú cháu mình đi ra là mình không bán nữa, mà mình ra mình phát quà từ thiện luôn. Dạ rồi. Vô mua vô phát, ai vô mua mình phát, ai vô mua mình phát. Đấy, có nghĩa là ai vô mua mình không lấy tiền. Rồi. Đúng rồi, nhưng mà nhạc vẫn mới mình nhảy đi. Vẫn mới nhạc vẫn nhảy, vẫn sung, chú vẫn bán. Cỡ đó. Để cho nó tạo mọi thứ cho vui mà mốt người ta ủng hộ chứ không có gì hết. Chú là chú nhảy từ sáng tới tối á, cho nên tới 10 giờ là chú cho mấy quán nhậu ở quảng trường rồi chú nhảy không. Nhưng mà chú nhảy chú không bao giờ mờ. Ai thích chú đã mua cho mờ nó được. Nhiều quán á là nó mất nhảy nó chưa chú rồi, chú có chú đứng người đàn không à. Chú đứng người đàn á, chú mua ai coi như là có thích thì ra mua, không thích thôi chứ chú không bao giờ vô mờ. Tại vì một lần chú mờ người ta có một số người ta chứ mấy người chú cũng không. Bánh này con. Ủa mới nãy là thép thấy là học sinh đi học về nhiều lắm mà ta. Bây giờ hình như là hình như ra gần hết rồi. Vậy là cái hình ảnh tụi con xem quen rồi. Rồi bây giờ cho hát đi. Có micro đâu? Có micro gì không chú? Không có hát thì chứ không có micro đó. Tại chú Chánh là còn dịch, chú Chánh đeo khẩu trang, chú Chánh không chấp hành 5K. Dạ. Của bộ y tế, chú Chánh coi như không dám mở khẩu trang ra. Chú bánh về cho con. Có con không? Có mấy đứa con? Chào anh, chúc sức khỏe dồi dào nha. Đây. Đây. Bữa nay là thép mua hết cái đây cái bánh này là bánh của mấy anh chú chấm bơ tặng á. Tặng về cho con ăn, coi như là ủng hộ chú Chánh nha. Dạ. Vàng chú Chánh cất 2 triệu vô cho đỡ. Con bỏ túi kia. Đúng rồi, con bỏ túi đó. Rồi, đúng rồi. Rồi, để cắt vô. Cắt vô là coi như là, chắc anh mong đây là gỡ vô, coi như thế cho thằng Tài á, cho thằng Tài chú nó học ở trong ấy. Tại vì thằng Tài nó thấy cha mẹ nó ít tiêu tiền lắm, cho nên là thôi con. Cha mẹ cứ mong ở nhà khổ thì khổ, nhưng mà con ráng ăn uống cho đầy đủ, cố gắng học tập để sau này giúp ích cho đời. Trở thành của người đất nước Việt Nam không vi phạm. Chỗ quá, vỗ tay. Có 2 triệu mà nghĩ tới là gửi cho mấy Tài rồi, thấy không? Em ra 3 ngày đây rồi. Mà bữa giờ mưa em đi không được. Ở nhà không à.
Anh mừng quá, vợ chú mới hôm nay đó chuẩn bị gói cho anh Tài 1 triệu mà đây có 2 triệu đầu ánh mai bớ vô thế cho anh Tài liền. Dạ. À. Tài bây giờ nó ở trong thú đất á, dạ. Cháu nó ở kêu trúc xá luôn. Rồi vợ chú làm cái gì? À, vợ chú nó ở nhà, chú mua mấy bánh giày vợ nó phân ra rồi vợ cũng đi bán ở nhà. À. Sáng chú chớ cho thằng cu đang đi học rồi giờ. Dạ. Trưa là vợ chớ, chú ráng cố gắng bán kiếm đồng. Dạ. À, chú cố gắng nha. Dạ. Sao bây giờ thép nó vắng như ta? Bây giờ có thể nào mà mình di chuyển một cái vị trí gần trường không ta? Ở đây là trường gần đây đúng không? Học sinh sẽ họ sẽ mấy em nó sẽ đi ngang qua đây mà. À, thôi bây giờ mình lên trên đây đông người hơn. Đông người hả? À, đông người hơn. Hình như đường đấy đông người hơn. À gì hả? À, có đông. Hả? 11 giờ mấy rồi mà. À 11 mấy mấy em nó về hết rồi. À mấy ờ à, rồi. À. Mấy em tới đây lấy bánh này nè. Đây. Tặng cho mấy cháu nha, mấy cháu học thật giỏi nha, đây có mấy YouTuber tôi á. Tặng tiền chú đâu bây giờ cái đây, mấy tặng con đây cỡ. Giờ chú vé đi, chú vé. Em đã tiền rồi. Coi như là ủng hộ chú Chánh nha. Em đã tiền rồi. Cảm ơn anh chị nha. Đấy, bây giờ mình vô mình tặng nhiệt tình luôn. Rồi. Tặng nhiệt tình luôn. Em tặng cho anh với chú muốn cái gì đi. Ừ. Có mì yên đây. Đây mấy học sinh kìa. Rồi đây. À, mấy cháu ơi, đây, à, có như tặng bánh nè, đây mấy anh YouTuber tặng cho chú Chánh không có tặng đâu, chú Chánh bán á. Đây có mấy tiền của tôi YouTuber tặng cho cháu, chúc cháu học cái thật giỏi đây. Dạ, con tặng cô nha. Dạ. Không có bị thì đưa em quậy luôn. Dạ, tặng em nha. Dạ. Mỗi đứa 5 bị, mỗi đứa 5 bị. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, ok. Ủa cái đèn này cũng đờn được nữa hả chú? À, cũng được chứ. Chú Chánh cũng ngủ đờn lắm á. Chú Chánh mua quyển sách gì tốt, chú Chánh bò, chú Chánh cỡ đó. Bây giờ chú Chánh cố gắng thì đâu cũng thành thôi. Cái nội lực của chú phải nói là rất là khỏe luôn các bạn. Đây là một cái nhân vật mà lần đầu tiên mà tiếp thấy nội lực khỏe, có nghĩa là budget đầy đủ á. Chú Chánh mua coi như tầm 11 giờ luôn cao 12 giờ. Chú Chánh giờ vợ chú là ở quán trường người ta nhậu đó. Muốn sao chú? À, chú mua để người ta ra người ta mua á, giờ vợ chú là nó đừng làm quý chứ khỏe rồi cho số mai nuôi con. Nhưng mà chú muốn sao muốn con xem hả? Hả? Muốn như thế nào? Ông chú để chú mua hả? Để mua đồ giống như nãy á. Nhưng mà bây giờ là đang dịch. Chú Chánh chưa hát được. Chứ hết dịch rồi chú Chánh sẽ chọn những bài hát nào đối với thành phố Quy Nhơn. Như Hàng Mặc Tử rồi là chú Chánh sẽ. Bây giờ chú hát một bài Hàng Mặc Tử tặng con với khán giả. Mình lên. À, bây giờ không có ấy mà. Khỏi cầm micro luôn. Thôi chào tất cả mọi người. Tôi tên Nguyễn Văn Chánh. Thôn Tân Lập, xã Dương Lộc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Khi tôi dừng chân tại Quy Nhơn cho đến ngày mùng 2 tháng 8 năm 2021, hôm nay tôi hát một bài, nhưng mà cái này là chắc cũng chắc dở lắm á, cho đúng là cả đường nó ra đồ nói. Dạ. Giờ Hàng Mặc Tử. Dạ. Ở mình hát một đoạn cũng được. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, trăng bán tình duyên ước hẹn hòm. Đường lên dốc đá nửa đêm trăng tàn, nhớ câu chuyện xưa lầu ông hoàn đó, nữa khi hai hàn mà tư đã qua, tiếc thay cho thân tay bờ cánh dài đêm hoan vắng, tránh cho đôi tơ duyên thêm nức nở chưa chiều hoan. Hòn đất đã quay cuồng trên trời đất đã tang thương, hàn mà tư đâu còn thương. Hàn mà tư quay về quá khứ, phút giây nơi nhà hoa mộng cầm hơi
xin đừng thương tiếc đỡ một lần đơn côi, tìm vào cô đơn đắm vì những gầy đòn trần chẳng đến lầu ông hòn đó nữa khi hai hàn mà tư đã qua. Cho tay cho thân tay một nửa đời thì món vắng tránh cho đôi tơ thiên nức nở buổi chiều hòn hòn đất đá quê của nay trời đất đá tan thương hàn mã tư đậu còn thường. Chú chắc là sáng giờ nhảy mệt quá. Được rồi chú, mà mệt đó, đó, đó. Chú lại sáng là chú giống chồng chú nhảy chú chưa đâu. Mai con đi thăm hèo bà tử nè. Dạ đúng mai rồi con đi. Chúc cháu thành công trên bước đường thăm mặt tử này. Dạ. Hồi nãy giờ mình bán nửa xe rồi đó. Em à, cô giáo hay em ta? Em là học sinh hay cô giáo? Anh tặng bị bánh nha. Cái này là coi như đây là có YouTuber rồi. Tặng cho cô bé Quy Nhơn á. Chúc cô bé Quy Nhơn trẻ đẹp mãi nha. Dạ. Cô lấy bánh về cho con ơi cô. Lấy bánh về cho con ủng hộ cho ông chú nha. Dạ. Sao lại tặng vậy à? Dạ. Đây là coi như mấy anh ở Sài Gòn mới ra. Đây con đây tặng con này. Có rồi. Dạ. Ui nhanh kìa ta.